Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chắc chắn trái tim của tất cả những tín đồ yêu cái đẹp nhà Melia sẽ ngay lập tức rung động bởi gam màu đỏ thuần cực kỳ nổi bật và tôn da của chiếc đầm giày cao cấp này. Và với thiết kế lần này thì dòng chất liệu vải gấm vân Thượng Hải đẳng cấp sẽ là người bạn đồng hành và giúp cho các quý cô có được một form dáng bồng bềnh, tự tin bởi dường như tất cả những khuyết điểm sẽ được che giấu dưới lớp vải này. Và với phần thân trên của chúng ta được thiết kế khá mềm mại với dáng phối lưới sẽ mang đến cho các quý cô sự quyến rũ, nhưng bên cạnh đó vẫn có thể giữ được độ thanh lịch và thiết kế sẽ khiến cho chúng ta như được trở thành tâm điểm của mọi bữa tiệc bởi những bông hoa 3D được đính kết hết sức cầu kỳ và tôn lên sự đẳng cấp của một thiết kế đẹp vạn người mê. Vậy thì còn chần chờ điều gì nữa nhỉ? Đây hẳn sẽ là một chiếc đầm tiệc mà chắc chắn quý cô nào cũng mong muốn sở hữu trong tủ đồ của mình. Hai cách thức mua hàng quen thuộc các chị đẹp nhé. Chúng mình sẽ được toàn quyền kiểm tra hàng thoải mái và bên em free ship toàn quốc đấy ạ. Còn nếu như có thời gian, hãy ghé showroom của Melia để thử. Melia, mặc đẹp để thành công.